Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai tính năng là BPDU Guard và BPDU Filter và cách cấu hình trên các thiết bị Cisco nhé. Như chúng ta đã biết thì các switch trong miền Layer 2 sẽ đều chạy giao thức Standing Tree để ngăn chặn vòng lọc trong mạng bằng cách đưa một trong các cổng vào trạng thái block để đảm bảo mỗi node chỉ có duy nhất một đường về root. Tất cả các thiết bị chạy Standing Tree sẽ gửi các bản tin BPDU để trao đổi thông tin với nhau như địa chỉ MAC, mức độ ưu tiên, code để các thiết bị bầu chọn row trong mạng, cũng như để xác định những thay đổi trong topo. Có rất nhiều tính năng được triển khai trong Standing Tree để tối ưu hóa giao thức này, trong đó BPDU Guard và BPDU Filter là hai tính năng của Standing Tree dựa vào các gói tin BPDU thường được triển khai trên các cổng access, là các cổng kết nối đến các thiết bị đầu cuối để bảo vệ cho Standing Tree khỏi các cuộc tấn công. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tính năng này nhé. BPDU Guard là một tính năng trong Standing Tree giúp chúng ta bảo vệ cấu trúc của FTP. Khi các cổng được enable BPDU Guard mà vẫn nhận được các gói tin BPDU, nó sẽ đưa port đó về trạng thái Error Disable. BPDU Guard được triển khai trên các cổng nối xuống thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in, camera, v.v. Và các cổng này các bạn thường bật tính năng Port Fast để cổng sẽ chuyển ngay sang trạng thái Forward, cho phép người dùng sử dụng dịch vụ mạng ngay sau đó mà không cần phải chờ Standing Tree hội tụ. Mình sẽ sử dụng mô hình này cho các bạn dễ hình dung. Giả sử chúng ta có 4 switch được kết nối với nhau, trong đó switch Layer 3 ở phía trên này chúng ta sẽ cấu hình làm Root Bridge. Link nối giữa các switch là link trunk và chúng ta sẽ chạy Standing Tree trên 3 link này. Các link từ switch access nối xuống end device chúng ta sẽ cấu hình là các port access VLAN. Nếu mọi thứ đều đúng thì hệ thống của chúng ta sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, giả sử có một số tình huống. Tình huống thứ nhất là có ai đó cố ý cắm thêm một thiết bị switch ở đây chẳng hạn và kết nối switch này với hai switch access. Khi đó chúng ta sẽ có một vòng lọc và Standing Tree sẽ block một trong các cổng của vòng lọc này. Nếu đây là một cuộc tấn công mạng và hacker cấu hình switch này với Brick ID tốt hơn các switch khác thì switch này sẽ được bầu chọn là root. Tất nhiên là khi các bạn chưa cấu hình các tính năng khác như là root guard, khi đó thì một trong hai link nối lên switch layer 3 của các bạn sẽ bị block. Mình sẽ giả sử là link này. Lúc đó thì toàn bộ dữ liệu của người dùng thuộc switch access 2 sẽ đi qua switch của hacker để đi ra. Nếu như hacker sử dụng các phần mềm bắt gói tin thì hacker có thể xem được toàn bộ dữ liệu của các bạn. Tình huống 2 là một nhân viên thuộc phòng ban nào đó tự ý mang thiết bị switch đến cắm vào hệ thống. Vô tình các thiết bị này bị lỗi liên quan đến FTP process, dẫn tới FTP thay đổi topology liên tục, làm gián đoạn dịch vụ người dùng. Mình đã từng gặp trường hợp này rồi. Hoặc tình huống đơn giản nhất là các bạn muốn cấm người dùng cắm thêm switch vào hệ thống mạng của mình mà không được phép. Trong các trường hợp này, chúng ta có thể cấu hình BPDU Guard trên tất cả các cổng access kết nối xuống end device để giải quyết vấn đề. Như các bạn đã biết thì chỉ những thiết bị như switch hoặc tương đương hỗ trợ các giao thức FTP mới gửi các gói tin BPDU trong mạng để xây dựng cây FTP. Khi các bạn bật BPDU Guard trên cổng, nếu như cổng đó nhận được gói tin BPDU, nó sẽ đưa cổng vào trạng thái Error Disable và ngăn mọi dữ liệu trên cổng này. Khi đó nếu các bạn cắm máy tính vào, không có BPDU được gửi ra từ máy tính thì cổng mạng sẽ hoạt động bình thường và không có vấn đề gì xảy ra. Nếu người dùng cắm một thiết bị switch vào cổng đó, switch đó sẽ gửi BPDU ra và BPDU Guard sẽ disable cổng đó. Như vậy là chúng ta đã ngăn chặn được các tình huống kể trên. BPDU Guard thường được khuyến nghị cấu hình trên tất cả các cổng access kèm tính năng port fast cho end device trong mọi hệ thống. Các bạn nên triển khai để tăng bảo mật cho mạng. Phần cấu hình thì rất là đơn giản, mình sẽ ví dụ trên switch Cisco. Để cấu hình BPDU Guard, chúng ta có thể cấu hình ở mode Global hoặc Interface đều được. Hoạt động của hai cách này tương tự như nhau. Ở mode Global, các bạn bật BPDU Guard bằng lệnh Standing Tree Port Fast S BPDU Guard Default. Một số OS sẽ không có chữ S trong câu lệnh, các bạn hỏi chấm để kiểm tra nhé. Tuy nhiên, chỉ những cổng nào các bạn đã cấu hình port fast thì cổng đó mới được enable BPDU Guard. Mình sẽ cấu hình cổng 0.0 và 0.1 sang port fast. Để kiểm tra thì các bạn có thể show Spanning Tree Summary.
chúng ta sẽ thấy BPDOGAT được bật mặc định trên PowerFast. Để xem các interface nào đang được bật BPDOGAT thì các bạn search Spanning Tree Detail. Cộng 0 và 1 đang được bật BPDOGAT. Các bạn search Running Interface thì sẽ không có các cấu hình liên quan đến BPDOGAT. Để tắt BPDOGAT ở mode Global thì các bạn chỉ cần thêm No vào đầu câu lệnh thôi. Cách thứ hai là các bạn cấu hình trong mode Interface. Các bạn vào Interface hoặc Interface Range cũng được. Bật bằng lệnh Spanning Tree BPDOGAT Enable. Với cách cấu hình trên interface thì các bạn show run lên. Chúng ta sẽ thấy được câu lệnh BPDOGAT Enable trên các interface. Nó chỉ khác nhau về cách cấu hình thôi, các bạn dùng cách nào cũng được. Để tắt mode interface thì các bạn dùng lệnh Spanning Tree BPDOGAT Disable là được. Bây giờ mình sẽ test thử nhé. Cộng 0 thì mình sẽ cắm máy tính vào. Các bạn có thể kiểm tra bằng lệnh Show Spanning Tree Interface 0.0 Detail. Cổng này không nhận được BPDU do máy tính không gửi các gói tin này nên cổng sẽ hoạt động bình thường. Mình sẽ cắm một switch vào cổng 1. Sau khi cổng 1 nhận BPDU, nó sẽ chuyển cổng này sang trạng thái Error Disable và đẩy ra một log thông báo cho người dùng. Các bạn show Interface 0.1 thì sẽ thấy cổng đang ở trạng thái Down và nguyên nhân là do Error Disable. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân mà port sẽ ở trong trạng thái Error Disable nên để kiểm tra chính xác nguyên nhân do đâu, các bạn có thể show Error Disable Recovery. Đối với các cổng bị Error Disable thì chúng ta cần phải shutdown cổng này, sau đó No shutdown hoặc khởi động lại thiết bị thì cổng mới về trạng thái bình thường. Nếu tiếp tục nhận BPDU thì cổng sẽ lại bị Error Disable. Các bạn có thể sử dụng tính năng Error Disable Recovery để tự động khôi phục lại trạng thái bình thường sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên thì tính năng này mặc định bị Disable, các bạn cần phải cấu hình. Mặc định thì tất cả đều bị Disable, các bạn cần bật tự động khôi phục cho tính năng nào thì sẽ cấu hình cho tính năng đó. Mình sẽ bật cho BPDOGAT. Các bạn vào Mode Config. Bật tự động khôi phục bằng lệnh Error Disable Recovery Cost BPDOGAT. Mặc định thời gian khôi phục sẽ là 300 giây. Các bạn có thể thay đổi bằng lệnh Error Disable Recovery Interval. Sau đó là khoảng thời gian sẽ tự động khôi phục tính bằng giây. Sau khoảng thời gian này thì switch sẽ tự động enable cổng. Và nếu không nhận BPDU nữa thì cổng sẽ hoạt động bình thường. Chúng ta có thể biết chính xác do nguyên nhân gì như trong trường hợp này là BPDOGAT. Mình sẽ rút switch ra và cắm máy tính vào. Sau đó các bạn cần shutdown và no shut cổng đi. Hoặc nếu đã cấu hình auto recovery thì chúng ta sẽ chờ hết thời gian interval này. Mình sẽ shutdown đi cho nhanh. Sau khi cắm máy tính thì cổng hoạt động bình thường. BPDOGAT chỉ đơn giản vậy thôi.
BPDU Filter cũng tương tự như BPDU Guard, nó sẽ làm việc với các gói team BPDU, tuy nhiên các tình huống sử dụng của hai tính năng này sẽ khác nhau. BPDU Guard khi nhận được BPDU sẽ chuyển giao diện sang Error Disable, còn BPDU Filter sẽ chỉ lọc các gói team BPDU thôi, nghĩa là cổng nào được Enable BPDU Filter thì sẽ không gửi ra các gói team BPDU và cũng không xử lý các gói team BPDU mà nó nhận được. Điều này tương đương với việc các bạn disable hoàn toàn Spanning Tree khỏi interface. Do vậy, các bạn chỉ nên cấu hình BPDU Filter trên các cổng Access nối xuống End Device giống như BPDU Guard, không nên sử dụng trên các cổng nối giữa các switch. Nếu không, các bạn có thể bị loop. Do không có Spanning Tree thì sẽ không có cổng nào bị block. Có một số tình huống sử dụng là khi các bạn nối xuống End Device, các bạn có thể bật tính năng này lên để switch sẽ không gửi hoặc xử lý BPDU nữa, giúp tối ưu tài nguyên của switch. Hoặc các bạn không muốn một switch nào đó tham gia vào quá trình bầu chọn Spanning Tree, ví dụ một switch unmanaged. Tuy nhiên, các bạn cần đảm bảo chỉ có một uplink giữa các switch, không có loop giữa các switch này. Nếu các bạn cấu hình cả BPDU Guard và BPDU Filter trên cùng một cổng thì BPDU Filter sẽ được áp dụng, do vậy các bạn chỉ chọn một trong hai thôi. BPDU Filter cũng có hai cách để cấu hình, ở mode Global hoặc trong mode Interface. Tuy nhiên, cách hoạt động ở hai mode này sẽ khác nhau, nên các bạn cần phải lưu ý khi chọn mode cấu hình nhé. Nếu cấu hình ở mode Global thì các bạn sử dụng lệnh Spanning Tree Port Fast S BPDU Filter Default. Một số switch sẽ không có Port Fast S mà chỉ là Spanning Tree Port Fast BPDU Filter Default thôi. Các bạn có thể gõ Spanning Tree Port Fast kèm dấu hỏi chấm để xem nhé. Lệnh chỉ hơi khác nhau giữa các switch, còn cách hoạt động thì tương tự. Khi đó, các cổng được cấu hình Port Fast sẽ được Enable BPDU Filter và không gửi hoặc nhận bất cứ gói tin BPDU nào. Nếu cổng đó nhận BPDU trên cổng đã cấu hình Port Fast thì cổng đó sẽ bị mất trạng thái Port Fast và BPDU Filter trở lại thành cổng bình thường. Để kiểm tra, các bạn sử dụng lệnh Show Spanning Tree Detail. Chúng ta sẽ thấy được cổng nào đang được bật BPDU Filter. Khi được bật BPDU Filter thì hai cổng 0 và 1 sẽ không gửi và xử lý gói tin BPDU nữa. Phần send này là switch gửi trước khi mình bật BPDU Filter. Các bạn sẽ thấy các cổng khác vẫn tiếp tục gửi, còn hai cổng này thì không. Bây giờ mình sẽ cắm máy tính vào cổng E0.0. Cổng 0 vẫn hoạt động bình thường do nó không nhận được gói tin BPDU nào. Mình sẽ cắm switch vào cổng 1. Các bạn có thể thấy sau khi cổng 0.1 nhận BPDU thì nó sẽ bị mất cấu hình BPDU filter trên interface này. Show Spanning Tree cổng E0.1 đã bị mất trạng thái Port Fast S. Tuy nhiên, khi show cấu hình thì các bạn vẫn còn cấu hình Port Fast, do switch sẽ không loại bỏ câu lệnh mà chỉ bỏ trạng thái Port Fast của cổng thôi. Đây là hành vi của BPDU Filter khi các bạn cấu hình ở mode Global. Nó sẽ hữu dụng trong trường hợp các bạn kết nối với các máy tính thì switch sẽ vô hiệu hóa Spanning Tree và không gửi các gói tin BPDU ra, giúp tối ưu tài nguyên cho switch của các bạn. Nếu có switch cắm vào thì nó sẽ khôi phục lại Spanning Tree và giúp các bạn tránh loop trong hệ thống. Còn khi các bạn cấu hình ở mode Interface thì nó sẽ khác. Mình sẽ xóa link giữa các switch. Tắt chế độ Global đi bằng lệnh No.
Giờ mình sẽ bật trong mode interface. Các bạn vào interface cần cấu hình, mình sẽ test trên cổng E0-1. Bật BPDU filter bằng lệnh Spanning Tree BPDU filter enable. Mình sẽ cắm switch vào. Các bạn có thể thấy sự khác biệt. Khi cấu hình ở mode interface thì các bạn cắm thiết bị nào vào nó vẫn sẽ giữ nguyên cấu hình. Nó sẽ chỉ bỏ qua các BPDU gửi đến và sẽ không gửi bất kỳ BPDU nào ra. Các bạn sẽ thấy thông số send và receive sẽ không thay đổi. Tương đương với việc vô hiệu hóa hoàn toàn spanning tree trên cổng này. Mode này sẽ hữu dụng khi các bạn kết nối xuống end device hoặc xuống switch nhưng không muốn switch này tham gia vào spanning tree của hệ thống. Tuy nhiên, nó sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây loop mạng nếu switch bên dưới các bạn cắm loop. Do vậy, các bạn cần lựa chọn cẩn thận khi sử dụng. Ok, như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về hai tính năng liên quan đến spanning tree là BPDU guard và BPDU filter. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào, hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.